Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay miền Bắc đã nằm trọn trong khối không khí lạnh ổn định nên mưa chấm dứt, tiết trời khô ráo, gió heo may thổi nhẹ. Trưa chiều có nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến từ 25 đến 27 độ. Thời tiết rất thuận lợi cho người dân Bắc Bộ trong ngày làm việc và học tập đầu tuần. Ban ngày nắng ấm nhưng đến tối trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ là từ 18 đến 21 độ. Ở vùng núi trời rét với mức nhiệt phổ biến từ 16 cho tới 18 độ. Với thủ đô Hà Nội, sáng nay hầu như mọi người khi lưu thông ngoài trời cũng đều mặc thêm áo khoác. Trời se lạnh buổi sáng và ấm áp hơn vào trưa chiều khi nắng lên. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở mức 25 đến 26 độ. Về tối và đêm, nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 19 đến 20 độ, cảm giác rét nhẹ. Trong khi miền Bắc trời lạnh khô thì ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa dông nhiều nơi. Trong đó, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa dự báo như sau. Tại Quảng Bình, Quảng Trị, lượng mưa từ 40 đến 70mm trong 24 giờ, có nơi trên 90mm. Từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, lượng mưa trong hôm nay và ngày mai là từ 150 đến 250mm, có nơi trên 300mm. Do mưa lớn nên từ nay đến ngày 11 tháng 10, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ dâng cao. Đỉnh lũ trên các sông Suối Nhỏ và các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi lên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông là trên báo động 2. Người dân cần đề phòng nguy cơ có lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại các tỉnh này. Với thành phố biển Đà Nẵng nằm trong xu thế mưa của khu vực nên hôm nay tiếp tục có mưa rào, cục bộ có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng với gió giật mạnh đi kèm. Biên độ nhiệt dao động trong ngày chỉ từ 25 đến 27 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa trong ngày và đêm nay là từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối. Ngoài ra, người dân ở khu vực Nam Bộ cần lưu ý thêm trời vừa mưa vừa có chiều cường lên cao. Cảnh báo nguy cơ ngập sâu diện rộng trong chiều nay tại các vùng trũng thấp của thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay và ngày mai, mưa dông vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo trên thành phố. Do có mưa nên biên độ nhiệt chỉ từ 25 đến 31 độ. Thế là bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại!